chào các bạn. Hôm nay Meta xin giới thiệu tới các bạn chiếc máy rửa xe Project P1600. Máy được thiết kế nhỏ gọn, không tốn diện tích, phù hợp với các hộ gia đình. Máy rửa xe Project P1600 bao gồm các bộ phận chính: một súng phun với hai đầu phun thay thế, dây phun áp lực dài 10m, dây màu xanh dẫn nước vào, thân máy, dây nguồn điện, ống nước trắng để dẫn dung dịch tẩy rửa xe. Máy rửa xe Project có áp lực nước lên tới 83, công suất máy 2,4 kW, lưu lượng nước 9,5 lít/1 phút, cho dòng xịt mạnh mẽ, giúp rửa sạch mọi vết bẩn bám vào xe. Để lắp đặt máy rửa xe Project P1600, các bạn đặt máy ở vị trí thích hợp, dùng ống dây màu xanh đặt vào nguồn nước, minh họa như sau. Sau đó, các bạn sử dụng một trong hai đầu phun lắp vào súng phun. Hai đầu phun này tương ứng với cách tia nước phụt ra và bạn có thể tháo lắp một cách đơn giản. Lắp một đầu dây phun áp lực vào phần đầu ra của nước trên thân máy. Đầu dây phun áp lực còn lại được lắp vào súng phun. Đảm bảo nguồn điện đã được cắm, sau đó chỉ cần nhấn nút công tắc là bạn có thể rửa sạch mọi vết bẩn bám vào xe, cũng như chùi rửa mọi vết bẩn trên sân vườn. Để đặt mua sản phẩm máy rửa xe Project P1600, các bạn vui lòng truy cập website meta.vn hoặc gọi điện thoại đặt mua trực tiếp tại Hà Nội 04 3785 5633, tại Thành phố Hồ Chí Minh 08 3830 8579. Meta xin cảm ơn các bạn.